Trào lưu tạo ảnh phong cách AI gây sốt mạng xã hội và mối nguy hại hơn những gì chúng ta nghĩ từ thú vui này. Hiện nay, việc tạo ảnh theo phong cách AI đang được cộng đồng mạng quan tâm và thích thú. Thế nhưng liệu có phải ai cũng biết được những mối nguy đằng sau các ứng dụng này? Bắt đầu xuất hiện tại các hội nhóm về du lịch nhiếp ảnh trên Facebook, những bức ảnh anime được AI trí tuệ nhân tạo xử lý ngày càng lan rộng ra các tài khoản Facebook vào khoảng giữa tháng 8. Trước đây, trào lưu này đã từng xuất hiện nhưng không được nhiều người hưởng ứng như hiện tại. Thế nhưng thời gian trở lại đây, các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam bất ngờ tràn ngập những hình ảnh được chỉnh sửa theo phong cách này. Những hình ảnh này được tạo bởi các ứng dụng chỉnh ảnh video bằng AI, giúp người dùng mở ra một thế giới hoàn toàn mới đầy sự sáng tạo và kỳ diệu. Bên cạnh lựa chọn chỉnh sửa phong cách anime, các ứng dụng có tính năng trên còn có các chế độ chỉnh ảnh thành người máy, bộ xương hay hình vẽ 3D. Điểm đặc biệt khiến các ứng dụng này được nhiều người biết đến chính là khả năng thay đổi nhiều chi tiết trên bức ảnh mà vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của ảnh gốc. Thế nhưng trong một số trường hợp, khuyết điểm dở khóc dở cười của các bức ảnh anime cũng xuất phát từ việc thay đổi các chi tiết. Một số lỗi thường gặp là thêm tóc dài cho nam, nhận nhầm động vật, đồ vật thành con người. Mặc dù làm mưa làm gió và thu hút hàng nghìn người dùng ngay khi mới ra mắt, các ứng dụng tạo ra ảnh theo phong cách AI khiến một số người hoài nghi về các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư. Chia sẻ với báo chí, anh Tê cho biết mình sử dụng bình thường. Tôi là người làm công nghệ nên cũng hiểu rõ ứng dụng họ làm ra chủ yếu để kinh doanh dựa trên bản quyền phần mềm mà khách hàng trả. Tiền bản quyền họ kiếm được nhiều hơn việc kinh doanh dựa trên dữ liệu thu thập, và bản thân ứng dụng cũng không thu thập thông tin gì từ người dùng ngoài hình ảnh tải lên để xử lý. Vì vậy không có gì để đánh cắp thông tin, anh Tê nhận định. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, việc thu thập thông tin cá nhân và hành vi sử dụng của người dùng có thể vẫn tồn tại, bởi vì theo thỏa thuận sử dụng của ứng dụng, khi đăng ký, người dùng sẽ cho phép công ty sử dụng nội dung dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ trong hiện tại và tương lai nào. Sau khi nhiều người lên tiếng về mối quan ngại bảo mật, nhà phát triển ứng dụng đã sửa đổi thỏa thuận, cam kết các bức ảnh người dùng cung cấp sẽ chỉ được sử dụng để tạo hình chân dung mà không nhằm bất kỳ mục đích nào khác. Song Zhuhao, nhà nghiên cứu bảo mật độc lập, cho rằng sự rò rỉ dữ liệu do tấn công từ bên ngoài hoặc nội bộ có thể gây ra những mối quan ngại nghiêm trọng. Ảnh và thông tin của người dùng có thể bị bán trên thị trường chợ đen, dẫn đến nguy cơ lừa đảo của chủ đích hoặc các hoạt động tội phạm khác, ông chia sẻ với The Paper. Trong đó có chứa các dữ liệu quan trọng như số điện thoại, thói quen, sở thích mà nhà sáng lập có thể lấy để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Sự phổ biến của những nội dung do AI tạo ra, đặc biệt là các công nghệ deepfake, phương tiện thay thế chân dung của người này bằng chân dung của người khác, đã làm dấy lên mối quan ngại đáng kể về quyền riêng tư cá nhân và bảo vệ dữ liệu ở đất nước tỷ dân. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, các nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện các biện pháp để tăng cường khung pháp lý quản lý của mình trong những tháng gần đây. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu của người dùng về việc xóa dữ liệu và những mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân của họ. Bên cạnh đó, người dùng nên sử dụng các ứng dụng có chọn lọc, nhất là cần tỉnh táo trước khi nhấn vào nút cho phép truy cập dữ liệu cá nhân trên mọi ứng dụng.